Bắt nghi phạm sát hại chủ tiệm vàng ở Hải Dương. Một nam sinh lớp 12 được xác định là nghi phạm sát hại chủ tiệm vàng ở thị trấn Phú Thái, huyện Kim Thành, Hải Dương. Ngày 15 tháng 1, Công an huyện Kim Thành phối hợp với Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Hải Dương đã bắt giữ Đỗ Văn Khánh, 18 tuổi, trú tại thị trấn Phú Thái. Học sinh lớp 12 một trường trung học phổ thông trên địa bàn huyện Kim Thành để làm rõ hành vi giết người. Khánh là nghi phạm sát hại anh DVT, 38 tuổi, trú tại khu Tân Phú, thị trấn Phú Thái, tại khu vực bờ sông phía sau quảng trường ngày 20 tháng 9, thị trấn Phú Thái vào rạng sáng ngày 13 tháng 1. Qua đầu tranh, kết hợp với các chứng cứ thu được, Khánh đã bước đầu thừa nhận hành vi phạm pháp của mình. Theo lời khai ban đầu, đối tượng nghiện game. Thời gian gần đây, Khánh có vay mượn bạn bè khoảng 5 triệu đồng để nạp tiền chơi điện tử nhưng chưa trả được. Khánh giết anh DVT để lấy tài sản nhưng chưa kịp lấy gì. Trước đó, vào khoảng 1 giờ sáng ngày 13 tháng 1, tại khu vực bờ sông phía sau quảng trường ngày 20 tháng 9, người dân phát hiện anh T tử vong bên gốc cây. Trên cổ có vết cắt sâu, bên cạnh là dụng cụ câu cá. Cơ quan điều tra xác định, nạn nhân là anh DVT, 38 tuổi, trú tại khu Tân Phú, thị trấn Phú Thái. Anh T là chủ cửa hàng kinh doanh vàng bạc và mỹ nghệ. Tại hiện trường, công an tìm thấy dụng cụ câu cá của nạn nhân. Trên cổ anh DVT có vết cắt sâu. Hiện, cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Hải Dương đã bắt giữ Khánh và tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc.